mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỷ niệm 15 năm được tổ chức UNESCO vinh danh Thành phố vì Hòa Bình, Hà Nội vừa chính thức khai mạc triển lãm 15 năm Hà Nội Thành phố vì Hòa Bình. Triển lãm giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước về một thủ đô ngàn năm văn hiến đang vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.